Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái khẩu phần ăn, bữa ăn của Ishiro, chó Rottweiler 5 tháng tuổi của trại Ruby, vừa mới được 5 tháng thôi. Rồi, chưa được, chờ tí. Từ, đâu? Quá. Ngồi đây. Ngồi yên đấy chờ. Từ. Rồi. Đầu tiên thì ở cái tuổi này luôn luôn phải dùng Anciano các bạn nhé. Đây, Anciano thì đã có 2 viên đây rồi. Hai nữa là phải có cái GP powder này. Khẩu phần của trại 100% là như vậy. Và cái thứ ba nữa là phần ăn hạt thì luôn luôn phải có một chút nước để hạt nó không quá khô. Thì đầu tiên là cho Siro ăn 2 viên canxi. Ăn nhà ra hả? Được rồi. Thế thì phải chân miệng. Nào, không nhè ra. Không được. Sai nhá, Siro, sai. Phải nuốt. Không thể nhè ra được. Nuốt. Ok. Rồi. Phần còn lại là chúng ta sẽ đảo ra. Từ từ, chưa. Tí nữa. Thịt và hạt. Thịt gà và hạt. Đảo với lại bột chili. Ở cái cỡ của siro thì là cho một ngày 2 thìa. Mỗi bữa sẽ 1 thìa. Đây siro hiện tại chả đang cho ăn ngày 2 bữa. Các bạn nhìn nhé, uống nước này. Cái chili này nó là dạng bột, chúng ta cũng không nên đảo đều cái bột chili này đâu, bởi như thế mất công nó lại dính ở trong cái phần nước. Ok, đảo phần và rồi, Siro ăn đi. Đảo vào cái phần nào để con chó nó dễ ăn hết. Đây, thì với cái khẩu phần hiện tại của con chó 5 tháng, con chó cái, thì một ngày của nó là ăn 3 lạng rưỡi hạt cộng với khoảng 4 lạng thịt. Canxi Nano thì một ngày 4 viên. Chibi Powder khoáng dinh dưỡng thì một ngày 2 thìa. Thìa nó có ở trong hộp. Đây là cái giai đoạn con chó nó bắt đầu nó chớm vào cái giai đoạn phát triển nhanh về khung xương. Thành ra là cần thiết là phải bù canxi nano. Bởi vì nếu mà cung cấp canxi dựa vào cái lượng ăn hàng ngày của con chó thì nó sẽ khó có khả năng đủ được. Vì con chó ở giai đoạn này nó lớn rất nhanh.
thì nếu mà các bạn mà có điều kiện thì các bạn có thể cho con chó ở tuổi này ăn một ngày 3 bữa là tốt nhất. Còn thời gian mà nó quỹ thời gian eo hẹp thì có thể cho ăn một ngày 2 bữa. Ở tuổi này thì chúng ta không nên cho chó ăn một ngày một bữa. Nó còn đang là chó con. Nào Siro. Siro. Ăn nốt này. Ui, ngọt này không ăn. Ăn để thừa một tí này là gì rồi. À, ăn nốt đi. Ra nốt. Với cái kỷ luật ăn thì như cái tình trạng như này là cái lượng ăn của Siro của trại nhà mình là đang bị hơi thừa. Con chó nó phải ăn ở cái mức là nó sẽ vét sạch cái bát thì là con chó ăn đủ. Như này là bữa tiếp theo là sẽ phải giảm các khẩu phần ăn của Siro xuống. Có thể là do hôm nay thời tiết nó thay đổi, cho nên là con chó nó yếu trong người thì nó cũng giảm cái lượng ăn của nó đi. Ăn theo kiểu là ăn trọn, còn lại một chút thì không muốn nhạt. Khi cái lượng ăn của con chó mà nó còn ăn xong mà nó còn dư như thế này, dù chỉ là một chút thôi, thì nó báo hiệu cho chúng ta biết là cái khẩu phần ăn của nó đang thừa, hoặc là con chó nó đang yếu trong người. Thì nếu mà cái thời tiết nó hoàn toàn bình thường, con chó nó bình thường, thì tức là cái khẩu phần ăn nó đang thừa, chúng ta sẽ phải giảm cái khẩu phần ăn của nó đi 2 hoặc 3 bữa liền. Để khi nào mà nó ăn mà nó con chó nó ăn mà nó vét sạch sẽ, tức là nó ăn nó thấy ngon miệng, nó thèm thuồng, nó đói, thì là lúc ấy chúng ta lại tăng lại cái khẩu phần ăn. Các bạn lưu ý nhé. Ishiro xin chào tất cả mọi người nhé. Video mà hay, video hữu ích thì các bạn like và share để khích lệ Gobi nhé. Tạm biệt các bạn và xin cảm ơn các bạn.